qua giới thiệu của chính quyền địa phương. Chương trình Kết nối yêu thương do Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thực hiện trở lại địa bàn núi Ông Trịnh, phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ, thăm bà con lao động nghèo khó khăn tại đây. Câu chuyện kỳ này là về hoàn cảnh của cô Nguyễn Ngọc Thụy, năm nay 54 tuổi, làm nghề bán vé số, và chồng là chú Võ Văn Chiến, làm bảo vệ. Cả gia đình cô chú từ An Giang về phường Tân Phước mưu sinh đã hơn 7 năm. Làm thuê, làm mướn, thu nhập bấp bênh, nên cả gia đình 6 thành viên hiện đang ở nhà thuê tại khu phố Ông Trịnh để tiện cho việc đi làm. Trước đây, con trai của cô và chú là anh Võ Thiện làm việc trong mỏ đá. Công việc nặng nhọc, độc hại nên anh Thiện bị bệnh phổi và mất sức lao động từ đó. Hàng ngày, cô Ngọc đi bán vé số về kiếm tiền nuôi con và gia đình. Nhưng vào ngày 30 tháng 5 năm 2021, chẳng may trên đường đi bán vé số về, cô Thụy bị tai nạn giao thông. Hậu quả của vụ tai nạn làm cô bị gãy hai chân, gãy tay trái, tổn thương ổ não, chấn thương vùng xương sọ và xương mặt, làm mù một bên mắt. Gia đình đưa cô lên bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh chữa trị, mà cảnh nhà nghèo khó, không có đủ tiền điều trị, nên tay chân bị gãy, chỉ được nẹp và bó bột tạm để cố định khung xương. Con chào cô chú ạ, con đến từ chương trình Kết nối yêu thương. Hôm nay con đến để thăm gia đình của cô chú và hỏi thăm về sức khỏe của cô. Cô ơi, sức khỏe của cô lúc này như thế nào rồi cô? Sức khỏe của mình, nhưng không có thì hơi nhiều, hôm nay cũng đỡ đỡ một tí. Tình hình của cô ổn thôi hả chú hả, sao ạ? Nói chung cái sức khỏe, nói chung ăn không có được. Mình thử bây giờ nó yếu. Cô không có ăn được ạ? Bây giờ yếu lắm. Rồi cái tình trạng sức khỏe của mình á, thì đi lên trên bệnh viện thì bác sĩ nói như thế nào ạ? Bác sĩ nói giờ không có bảo hiểm. Thôi chờ bảo hiểm này về nhà đi rồi bảo hiểm xài được rồi hả trả lên. Tại vì ở trển một ngày tiền thuốc, tiền phòng rồi cái triệu bạc triệu mấy lần. Dạ. Rồi bác sĩ nói là tiếp tục thì mình còn phải làm gì nữa không? Như thế nào nữa để phục hồi sức khỏe thì cô phải trải qua phẫu thuật hay như thế nào nữa không chú à? Thì một mổ thật cái này, cái giò á, cũng sắp xương lại, với cái tay. Còn cái thằng bên này thì nó găng mà nó bác sĩ nó muốn cong hơi mà nó găng. Không biết con mổ thật cái này không, mình không biết, chỉ nói gì đâu. Hai tay rồi chân rồi còn ở cái phần đầu của cô thì sao ạ? Phần đầu thì bác sĩ nói là cũng tạm ổn, bị nó có cục máu bầm uống thuốc nên nói là bác sĩ nói nó cũng tạm ổn mà nó cũng tan. Với cái phổi giờ nó còn nặng, thấy vậy đó bác sĩ nói, tại cái lúc mà té xuống nó đập cái phổi mất máu họng ra. Cô có nhớ cái vụ tai nạn của mình nó như thế nào không cô hả? Mình chỉ nhớ là cái lúc mà đèn xanh và đầu Phật là đèn đỏ, rồi mình mới dắt chiếc xe đạp qua, để dắt đi chưa có đầy gần 2 mét nữa là sao nó nổi tới là đụng mình luôn. Xe máy hả cô hả? Rồi là họ bỏ đi luôn. Cô cố gắng ăn uống để nó có sức để hồi phục sức khỏe cô ha. Cái trường hợp của cô chú thì chắc là địa phương mình cũng thường xuyên quan tâm rồi mình chia sẻ với hoàn cảnh của cô chú chứ ha. Dạ. Bé thấy hoàn cảnh của cô chú thì rất là khó khăn. Tuy nhiên là do là cảnh chú nên cũng không có được xã hội nghèo, cho nên là gia đình không có bảo hiểm khi mà bị tai nạn như vậy, cho nên là khi mà chi phí là đầu tiên á, để máy thì số tiền nó quá nhiều, tới hơn 80 triệu đồng lận. Thì ở địa phương thì cũng cùng với các mạnh thường quân cũng đã kêu gọi vận động đợt đầu là hơn 30 triệu. Và đến nay thì tình trạng của cô là cũng chưa có ổn. Gọi là trên bệnh viện Chợ Rẫy mới là làm những cái bước ban đầu thôi. Vừa qua thì Hội Liên hiệp Phụ nữ phường cũng đã tặng cho gia đình một bảo hiểm y tế. Thì gia đình sẽ đưa cô nên nghĩ là bệnh viện Vĩnh Hưng để
giúp cho cô hồi phục sức khỏe này. Chú ơi, chú làm công việc của chú á thì nó có đều không chú? Có đều đặn không? Đều. Làm bảo vệ đều ngày nào cũng làm á. Chú làm bảo vệ ở đâu ạ? Nói chung là công ty ở dưới cảng, nhưng mà trực ở trên huyện bên á. Xa không chú? Đi xa không? Thì đâu cỡ 50 số. Rồi bây giờ từ cái hôm mà cô bệnh chú phải chăm sóc như vậy là chú nghỉ việc hả? Hay là chú có đi làm không? Có, mình xin phép. Nghỉ phép mà từ hôm giờ thì chắc cũng... Tháng mấy rồi? Tháng mấy rồi, người ta cũng tạo điều kiện cho mình nghỉ. Ở chỗ nó cũng điện hoài, nó hỏi thăm hoài. Một tháng qua, cô Thụy sống trong cảnh đau đớn vì vết thương đau nhất, nhất là mỗi khi đêm về hay trưa nắng nóng. Theo giới hạn của bác sĩ, cô còn phải trở lên bệnh viện cấp để thực hiện ca phẫu thuật, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng hoàn cảnh hiện tại, cả nhà đi làm thuê, làm mướn, con trai thì mất sức lao động do bệnh lao phổi. Mọi chi phí sinh hoạt chỉ trông vào đồng lương bảo vệ ít ỏi của chú Chiến. Thì làm sao có đủ chi phí để trở lại bệnh viện phẫu thuật, giải thoát những cơn đau hành hạ, cũng như có cơ hội trở lại cuộc sống bình thường. Gia đình mình là lên đây ở lâu chưa chú hả? Lên cỡ như 3 năm rồi. Dạ, cỡ như 3 năm nay là mình ở nhờ cái nhà này luôn. Có ở nhà trọ, ở nhà trọ rồi thời gian cháu nó thấy cái nhà trống này nó kêu về đây ở. Dạ, tức là họ bà con cho ở nhờ thôi chứ cũng không có tốn tiền thuê gì hả chú hả? Cho ở không vậy đó, rồi tiền điện đồ của người ta mình đóng. Rồi với cái hoàn cảnh của mình như vậy, rồi công việc của chú mặc dù là làm bảo vệ nhưng mà bây giờ chú cũng phải nghỉ để mà chăm sóc cho cô rồi. Thì không có cái thu nhập như vậy, rồi con cũng bị bệnh nữa. Nếu mà tính đến cái tiền để mà có tiền để đi mổ tiếp cho cô thì nhà mình tính sẽ xoay tiền như thế nào chú? Nó có nước gì bán nhà nhưng lo cho vợ tôi chứ. Chứ giờ đâu có số tiền nào mà để lớn mình lo cho vợ tôi đâu. Yeah. Thế là mình sẽ về quê mình bán căn nhà ở dưới quê. Là cô chú có căn nhà ở dưới. Bán ở dưới thì có được tiền không? Có được khá khá không? Đất ở dưới thì nói chung ra nó cũng rẻ. Các con của chú có giúp gì cho cô chú không? Có đứa mới ra rồi cũng khổ mà đi bằng mướn mà đâu có số vốn nhiều đâu. Có ở xa, ở gần đây chú hả? Ở gần đây. Dạ, gần đây nhưng mà cũng khổ nên là không có giúp được nhiều. Rồi bây giờ với cái hoàn cảnh gia đình của mình như vậy thì bây giờ cô chú không biết là cô chú mong ước điều gì cho cái gia đình của mình chú ha? Thì giờ tôi mong ước là cái cho vợ tôi nó phẫu thuật cho nó mạnh giỏi như hồi xưa. Là điều đó là tôi mong ước là. Còn cô thì sao cô Thủy? Cô mong ước điều gì ạ? Bây giờ cầu xin ơn trên phù hộ độ cho mình được mạnh giỏi. Nhưng mà sống ngay với con cháu ngày nào nên mình thấy. Dạ. Thưa quý vị, hôm nay chương trình Kết Nối Yêu Thương đến thăm và chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của gia đình cô Thụy và chú Chiến ở tổ 14 khu phố Ông Trịnh, phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ, và trao đến gia đình cô chú số tiền để có thể giúp cho cô Thụy có điều kiện để chăm sóc sức khỏe. Xin giới thiệu hôm nay đi cùng với chương trình có đại diện chính quyền địa phương. Xin giới thiệu chị Đặng Thị Phương Chi, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tân Phước. Cùng tham gia với chương trình Kết Nối Yêu Thương còn có các mạnh thường quân cũng đến để trao tấm lòng để hỗ trợ cho hoàn cảnh của cô Thụy có điều kiện để chăm sóc sức khỏe. Xin giới thiệu phần quà của nhóm Vòng Tay Nhân Ái thành phố Vũng Tàu. Đại diện nhóm từ thiện Vòng Tay Nhân Ái Vũng Tàu có kêu gọi của mạnh thường quân số tiền là 8.250.000 đồng. Con xin gửi lại để hỗ trợ cho cô tiền viện phí để mổ ạ. Đại diện nhóm bạn bè của em Mai Huệ kêu gọi được 5.1 triệu, con cũng xin gửi chú. Dạ, cảm ơn. Nhóm của Phương Tuấn có gửi hỗ trợ là 2.2 triệu. Dạ. Và nhóm của Facebook chị Trần Thị Hồng Văn có hỗ trợ là được 1 triệu, con xin gửi. Tiếp theo xin mời phần quà của anh Phan Hiền ở khu phố Ông Trịnh. Hôm nay đại diện của mạnh thường quân
đến trao cho lo cho chị. Tiếp theo xin mời phần quà của Đạo Tràng Quang Minh 2 ạ. Đạo Tràng Quang Minh 2 thông qua chương trình Kết Nối Yêu Thương đến đây để có phần quà trao cho cô để giúp cô trong công việc để mổ sắp tới. Em đi Đạo Phật. Dạ. Dạ, xin cảm ơn Thầy. Dạ, cảm ơn Thầy. Tiếp theo là phần quà của ông Trương Công Tấn, trưởng ban công tác mặt trận khu phố Ông Trịnh. Dạ, cảm ơn chú. Thì xin thay mặt ban công tác mặt trận khu phố góp phần nhỏ bé vào cho chị Thúy ở trong lúc ngặt nghèo. Tiếp theo là phần quà của đại diện chính quyền địa phương phường Tân Phước. Xin mời chị Phương Chi. Đại diện cho Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tân Phước được sự trợ duyên của nhóm Ngày Mai Tươi Sáng gửi đến gia đình cô Nguyễn Ngọc Thị số tiền là 15 triệu đồng để cho giúp cho gia đình trang trải viện phí cho cô. Đồng thời thì có các mạnh thường quân trên địa bàn thị xã Phú Mỹ đã cho chung tay đóng góp số tiền là 7 triệu 700 gửi cho gia đình. À, xin cảm ơn. Dạ. Cảm ơn chị. Dạ thưa chú, đây là quà của Hội Vôn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu gửi đến gia đình mình số tiền là 10 triệu đồng để giúp cho cô có điều kiện để thực hiện ca mổ. Con gửi. Dạ, xin cảm ơn. Dạ. À, thưa chú, đây là quà của nhóm Phúc Duyên ở xã Cô Vị, huyện Châu Đức thông qua chương trình gửi đến gia đình chú số tiền là 14 triệu 900 ngàn đồng. Cảm ơn cô. Dạ. Còn đây là quà của các khán giả truyền hình của các mạnh thường quân. Thông qua chương trình thì con xin được gửi đến chú số tiền này. Xin cảm ơn cô. Thưa chú, gia đình mình cũng đã nhận được số tiền hỗ trợ của các mạnh thường quân để giúp cho cô có điều kiện để đi mổ, để chăm sóc sức khỏe. Chắc là bây giờ chú cũng có nhiều điều để muốn cảm ơn cũng như là cảm xúc của chú lúc này thì như thế nào ạ? Thì cũng nhờ đài truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, bên mạnh thường quân với anh em cô bác giúp đỡ cho tôi có một số tiền để tôi lo vợ tôi mổ thật cho mau lành bệnh. Dạ xin thật cảm ơn. Chú cũng giữ gìn sức khỏe để còn chăm sóc cho cô nữa nha chú ha. Tiếp theo xin mời chị Đặng Thị Phương Chi, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ của phường Tân Phước sẽ có những lời phát biểu để động viên đến gia đình cũng như là gửi đến quý mạnh thường quân của chương trình ạ. Đại diện cho Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tân Phước xin chân thành cảm ơn chương trình Kết Nối Yêu Thương của đài truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Xin chân thành cảm ơn các nhóm thiện nguyện và cũng xin chân thành cảm ơn các mạnh thường quân đã chung tay hỗ trợ cho các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Điển hình là trường hợp của cô Nguyễn Ngọc Thị được sự kết nối của đài đối với các nhóm thiện nguyện đến đây thì đây rồi cũng sự giảm bớt phần nào gánh nặng cho gia đình. Cũng mong rằng sau khi có số tiền này, gia đình sẽ dùng vào để lấy làm chi phí chữa trị cho cô. Chúc cô sớm mau lành bệnh và gia đình cô sẽ vượt qua những lúc khó khăn như thế này. Xin chân thành cảm ơn. Cảm ơn chị Phương Chi. Hỗ trợ cho hoàn cảnh cô Nguyễn Ngọc Thụy, khu phố Ông Trịnh, phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Xin trân trọng cảm ơn các cá nhân, đơn vị và doanh nghiệp.
Một lần nữa xin được cảm ơn quý bà đã hỗ trợ giúp đỡ cho hoàn cảnh của cô Ngọc Thụy. Và chúng tôi cũng rất mong quý vị hãy tiếp tục dang rộng vòng tay nhân ái để chia sẻ giúp đỡ cho hoàn cảnh của cô chú. Mọi sự giúp đỡ tiếp theo xin quý vị gửi về địa chỉ gia đình cô Nguyễn Ngọc Thụy ở tổ 14 khu phố Ông Trịnh, phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Hoặc quý vị có thể thông qua chương trình Kết nối yêu thương, phòng chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, số 564 đường Cách mạng tháng 8, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, số điện thoại 0907831502. Thưa quý vị, chương trình Kết nối yêu thương được phát sóng vào lúc 16h45 phút thứ Tư và phát lại vào lúc 9h40 phút thứ Năm hàng tuần. Mời quý vị đón theo dõi. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và đồng hành cùng với chương trình hôm nay. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.